Đây là một chuyến đi dạo không gió đầy cảm giác mạnh của mình, mời các bạn đón xem. Mình sẽ tới cầu Gành và mỏ đá Hoa An. Toàn bộ hành trình này sẽ hết khoảng 50 km. Đầu tiên mình sẽ tới cầu Gành ở Biên Hòa. Đây là một cây cầu đường sắt có làn xe máy. Mình xem trên TikTok có một video nói khi qua cầu này vào lúc có tàu hỏa chạy ngang qua sẽ có cảm giác mạnh kiểu như gầm cơ đít thít cơ mông, nên mình quyết định đưa thử xem như thế nào. Mình canh giờ tàu chạy để đi. Tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15 giờ, tới ga Dĩ An lúc 15:32 và tới ga Biên Hòa lúc 15:48. Như vậy tàu qua cầu Gành khoảng 15:42. Cầu Gành do người Pháp xây dựng vào năm 1901 và khánh thành vào năm 1904. Suốt hơn 100 năm tồn tại, cầu Gành đã tạo thành dấu ấn đặc biệt cho mảnh đất lịch sử Đồng Nai và trở thành biểu tượng của thành phố Biên Hòa. Trưa ngày 20 tháng 3 năm 2016, tàu kéo xà lan 800 tấn chạy trên sông Đồng Nai đã đâm vào trụ giữa của cầu làm hai dầm cầu sập xuống nước. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Sài Gòn Biên Hòa bị đứt mạch, làm giao thông đường sắt và đường thủy trong khu vực bị đình trệ, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn. Cầu Gành mới chính thức khánh thành vào ngày 2 tháng 7 năm 2016, giúp thông lại tuyến đường sắt Bắc Nam sau 3 tháng gián đoạn. Tên gọi cầu hiện nay là vấn đề gây tranh cãi. Theo ý kiến của nhiều người dân Biên Hòa, nhất là những người lớn tuổi sống ở Cù Lao Phố, tên gọi cầu Gành là chưa đúng và không có ý nghĩa bằng cách gọi cầu Gành mà người Biên Hòa đã gọi hàng trăm năm nay. Nơi đây có nhiều gành đá tảng lớn dưới lòng sông, mỗi khi thủy triều xuống, những tảng đá to lớn nổi lên rất rõ. Tương truyền đây là những khối đá do người dân ném xuống lòng sông để làm rào cản nhân tàu Pháp đánh chiếm thành Biên Hòa năm 1860. Suối, suối.
xì lốp ra đã. Má, chùa đấy nhỉ. Lên, đây không? Từ thả thả lao lao cái ào xuống nhá. Số 2 không đủ. Thank you.